Dạ, xin chào cả quý anh chị mình quay trở lại kênh con ha. Thì đầu tiên là sáng hôm nay là cũng chúc anh chị mình nhiều sức khỏe nha. Trong sáng hôm nay thì con cũng lên ít cái hàng mai giống bình lợi rồi giới thiệu với anh chị mình thôi ha. Thì cũng có bình lợi Sài Gòn, có giỏ đồng tiền lên tinh tinh. Thì quý anh chị mình cứ xem kỹ được cái nào thì mình mua về mình chơi ha. Thì đầu tiên là con lên mã số 91 nha quý anh chị. 91 là gồm 3 cây siêu quân mình lợi ghép rút tứ quý hết ha. Cho quý anh chị mình thấy đây, 3 cây. Củ đế thì nó cũng tương đối khá nha quý anh chị. Tại vì gốc tứ quý thì nó không được bự không, nhưng mà củ đế thì nó có quấn xử lý đế hết cho anh chị mình luôn đó. 100% quấn đế nha. Rồi anh chị mình xem, có nhiều chỗ người ta cũng bán gốc tứ quý nhưng người ta không có làm đế nha anh chị. Nhưng mà loại này thì nó gốc nhớt nó đã lâu lớn rồi, dâm đế mà gốc tứ quý này còn lâu lớn gấp mấy lần ha. Cái này bẻ ít nhất là khoảng 3 cho tới 4 năm mới được gốc ba lớn vậy. Đây cho anh chị mình thấy ha. Rồi mã số 91, combo 3 cây gốc tứ quý 250 bao ship của anh chị mình ghép siêu bông mình lợi nha. Rễ thì nó bám tới đáy rồi, nó không còn chất trồng nữa, về mình thay chất trồng giùm con nha. Vô cái chậu thay chất trồng mới, chiều cao là khoảng gang tay thôi chứ con không cao không. Mã số 91 250 bao ship, 3 cây tứ quý ha. Qua mã số 92 cũng tương tự luôn nha quý anh chị. Đây cũng 3 cây gốc tứ quý luôn, có cái chột để, mấy cái chột này là con để cho quý anh chị mình về mình phân biệt để mình kiểm tra hàng nè đó, cho chắc cú ha. Chứ không hồi là con cũng lại bỏ hết à. Tại vì cái chột rừng á, mình để nó bị xiết cái thân chính á. Đây, cái này cao thì cũng khoảng tầm gang tay thôi. Cái này gốc tứ quý bình lợi nha quý anh chị. 3 cây đều một giống hết ha. Rồi, mã số 92, 3 cây này cũng 250 bao ship của anh chị mình luôn. Đây. Và tiếp tục mã số 93. 93 thì còn có đây là một cây mình lại gốc vườn nha, gốc mai vàng nha anh chị. Từ đây là qua số là gốc mai vàng hết. Cây này hoành được 7 ha, hoành được 7, cây bình lợi. Và một cây Sài Gòn nha chú anh chị. Và một cây siêu con Sài Gòn. Cái tàn nhánh nó cũng xâm xê vậy đây. Cây này thì gốc nhớt mùa rưỡi gần 2 mùa đây. Và một cây bình lợi ha. Cái này thì bình lợi thì mới ghép có mấy tháng thôi nha các anh chị. 93 có 200k bao ship. Và 94 cũng cây Sài Gòn luôn, hàng củ đế nó cũng tương đối khá, nhỏ hơn cái cái bằng mấy ngón tay thôi, nhiều bằng ngón giữa ngón dành mấy này thôi nha anh chị, nó không bự không ha. Riêng cây bình lợi tương tự thôi, 93 94 là đều là một cây bình lợi một cây Sài Gòn hết. Như cây này thì cành nhánh xum xuê ha, ghép ít bo nhưng mà một bo thì nó sẽ xum xuê hơn, hoành cũng được 7 ha. 91 92 93 ở đây là 94 rồi. Và 95 thì con cũng có một cây Sài Gòn luôn. Nói chung là cái lô này thì con cũng khá là nhiều anh chị, mấy tới mấy chục cây đừng. Kiểu mà ở quấn thôi, kiểu vậy thôi. Ví dụ mà bên đây nè, cũng quấn lò xo, bên đây cũng quấn lò xo. Nó chạng chạng vậy khá là nhiều nha các anh chị. Về con anh chị mình lại mấy cái lá trái đi bớt thì nó sẽ bắn chồi được hơn. Chỗ này thì bấm bỏ nè, bấm bỏ, ngắt bỏ hết nha các anh chị. Ngắt bỏ để cho nó bung chèo còn không thôi, nó bị dài ra hoài á, dáng mà nó nghiêng nghiêng cứ nó dài ra đây hoài thì bên đây nó dài, bên đây lép xẹp á, bây giờ mình mới ngắt. Rồi một cây Sài Gòn và một cây mai sắn nha. Nãy cái này là mã số 95 ha, mai sắn khá là cao cũng khá là đẹp luôn, tàn nhánh thì nó xù quá các anh chị, mấy cây nó cũng tương đối già rồi, ghép mùa rưỡi rồi đó các anh chị. Đây mai sắn khá là đẹp luôn ha. 95 và 96. Giờ tiếp tục qua mã số 96 nha anh chị. Mã số 96 này thì cũng một cây siêu bông Sài Gòn luôn ha. Một cây siêu bông Sài Gòn, tàn nhánh thì nó cũng xum xê, tai cành nó thì cũng khá là đẹp luôn nha anh chị. Đây, cho anh chị mình thấy. Nói chung là bộ đế thì nó cũng quấn lò xo thôi, chứ nó cũng không có gì mới nha. Thì một cặp như thế này là 200k bao ship của anh chị mình nha. Chỉ có combo 3 góc tứ quý thì nó mới 250 thôi, còn mấy cái này 200k đồng giá hết. Cái này cây Phú Tân, nói chung là cũng hàng già mùa, củ đế nó to đó anh chị. Cho anh chị mình thấy nè. Nó. Tại vì nó rong nó đa bám lên đó, gỡ gỡ cho anh chị mình thôi. Nhiều của anh chị mình thích để thì mình để, nhưng mà rong này thì nó ẩm lắm nha anh chị, nước á. Nước mưa nó xuống là nó không có khô nên mày nãy này của anh chị mình thử ra nha, chứ không hồi để nó ẩm nguyên lớp bề mặt luôn ha. Một Sài Gòn, một Phú Tân. Cũng 200 bao ship của anh chị mình luôn. Mã số 96. Và 97. 97 cũng là một cây siêu bông Sài Gòn.
Mấy hàng này thì nó tương đối là già, nó cứng nha quý anh chị. Cây Sài Gòn ha. Này thì cô anh chị mình lấy hai cây Sài Gòn cũng được chứ không nhất thiết là phải về combo vậy thôi nha. Cái này là con lên là quay cô anh chị mình xem để mình dễ chọn thôi. Còn mà không thôi cô anh chị mình lấy hai cây Sài Gòn vẫn được. Cây này cây giống nhung ha. 97 là một cây Sài Gòn và một cây giống nhung, cũng 200k bao ship của anh chị mình luôn. Đế thì nó cũng tương đối khá nha anh chị, cụ đế nhỏ hơn cái tí xíu ha. Rồi, mã số 97 200k bao ship. Qua mã 98. 98 này thì chỉ có một cây thôi nha anh chị, một cây thôi. Này cây là một bo giảo đồng tiền và một bo siêu bông Sài Gòn, hai cây. Có hai giống ha. Hai giống tàn nhánh xum xê nha anh chị. Đây là cái bông giảo đồng tiền nè, hôm qua con có lên mặt bông của anh chị mình xem á. Loại này là loại mai cánh tròn, bông thì nó cũng tròn như một cái giảo đồng tiền luôn, giống như mà giảo cam cánh tròn vậy đó. Này cái chột này thì chột này liền đầu nè, con chị mình xem nè. Đó. Bông thì nằm nấp ở dưới đây thôi. Chứ mấy bông mà ở trên nó nở xòe rộng ra thì bông nó sẽ tròn, nó đẹp hơn nha quý anh chị. Quay con chị mình xem tổng thể cây, tàn nhánh rất là xum xê. Cái này vô dây sữa thì nó ra cây luôn nha quý anh chị. Tại vì cây cành nhánh thì nó cũng tương đối là đủ á. Về cắt bo vẫn được luôn. Loại này thì nó bông nó rất là đẹp nha quý anh chị. Bông nó tới 16 20 cánh được ha. Tới với hàng giảo đồng tiền. Quành này khoảng 7,5 nè. Chiều cao khoảng 40 ha. Tán ngang khoảng 30. Giờ rồi, cây giỏ đồng tiền ghép chung với sơ bông Sài Gòn mã số 97 và 98 nha quý anh chị. 98. Này thì cũng 200k bao ship của anh chị mình luôn rồi ha. Giờ tiếp tục qua mã 99. 99 này thì con cái là một cây giỏ đồng tiền nha quý anh chị. Ghép 3 bo, tàn nhánh thì nó sum xê, dáng hình cũng thú nó. À, nó quấn tùm lum tà la hết à. Cũng khá là đẹp nha cô anh chị. Đây các ba bó này về cô anh chị mình thay chất trồng mình rong lá bớt đi, lãi lá bớt nha. Tại cái lá này là con để vô dây vậy thôi chứ lãi bớt nha cô anh chị. Lá này nó già nó khằn quá trời khằn rồi. Vậy cô anh chị mình lãi bớt đi cho cây nó phát lại. Rồi, cây này thì hoành 9,5, chiều cao là 3 tấc, đế thì nó rất là đẹp luôn, 250 bao ship của anh chị mình luôn ha. Mã số 99. Cuối cùng mã số 100. 100 là cây bình lợi lớn. Cây này về của anh chị mình cắt bo được liền nha. Bo nó đã thám da lương rồi nè. Đối với bình lợi của anh chị mình thấy nó xanh đậm là mình ghép được rồi, chứ con không cần già đâu. Già vậy là nó cũng hơi già rồi. Nó vậy thì ghép ngon ha. Đây, cho anh chị mình thấy. Cây này hoành 14,5. Chiều cao là 48 nha của anh chị, 48 tính 45 đi ha. Ở trên đây nó cũng già luôn nè, bo đút vô rất là ngon. Máy này có gốc tứ quý vừa vừa, mà bự bự của anh chị mình đút bo vô thì nó ok ha. Bo thì nó già nó gám ngon ha. Đế thì nó cũng tương đối nha anh chị. Tán ngang là 35. Cây mã số 100 cuối cùng, cây này 450 bao ship của anh chị mình luôn ha. Một cái số mình lợi khá là đẹp luôn nha anh chị. Trên anh chị mình thấy rồi, cũng đã vô dây sữa sơ sơ của anh chị mình ha. Mã số 100, bình lợi cuối cùng 450 bao ship ha. Dạ, còn bên đây là hàng nhị ngọc toàn với bình lợi cỡ nhỏ nha anh chị. Cái này có anh chị mình lấy 3 cây 200k bao ship. Cây thì nó tương đối thôi. Cái chột nó thì tầm khoảng ngón tay út đổ lại cho tới cái đầu bút bi. Có cây thì nó bự hơn ngón tay út một tí xíu. Thì cao trung bình là từ khoảng chứ mà đây là khoảng gan gan rưỡi tay. Có cây 2 gan 2 gan rưỡi tay tùy theo nha. Nhị ngọc toàn thì nó sẽ lụng hơn bình lợi bên đó thì nó cao hơn, cao hơn rất là nhiều bên đây ha. Thì cái này 3 cây 200 bao ship của anh chị mình tự chọn giống nha. Nhưng mà bình lợi Sài Gòn nhị ngọc toàn hoặc là siêu bông thiết, thiết mai hoặc là Sài Gòn lá lớn nó cũng là một loại luôn nha anh chị. Hoặc là giảo đọt đỏ vậy ha, giảo đọt đỏ cũng y chang vậy. Của anh chị mình cứ chọn nha. 3 cây 200 bao ship của anh chị mình luôn tới tận nha. À, thì video thì con đăng nó cũng hơi dài, của anh chị mình xem được mã số nào thì mình có thể là liên hệ đặt hàng qua số máy là 0963 210936 gọi nhắn tin đều được ha anh chị. Cho nên mình lướt ngang kênh thì cho con xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh phát triển hơn. Còn có những đóng góp ý kiến khác thì mình có thể là comment phía bên dưới ha, hoặc là nhắn tin qua Zalo cho con ha. Thì ngoài mấy cái giống này thì con có đăng nhiều cái giống khác bên Zalo, thì con chị có kết bạn Zalo để mình coi lại để xem tham khảo nha. Chúc con chị mình sức khỏe, hôm gặp lại chương con chị mình trong cái video sau. Xin chào ạ.